Số phụ kiện BCB Thanh Phong xin chào toàn thể anh em đam mê BCB nhé. Thì ngày hôm nay em lại tiếp tục là lên cho anh em tham khảo những cấu hình condo tầm trung và cấu hình FX quy sói quy hai lỗ và cấu hình FX quy sói quy ba lỗ tactical anh em nhé. Thì trước khi đi phần giới thiệu ấy thì em cũng nhắc sơ qua về cách thức giao dịch để anh em có thể biết. Rất nhiều anh em cứ nhắn tin hỏi em thế này thế kia thì em cũng nhắc cho anh em xem, nhắc sơ qua để cho anh em mình biết và anh em mình có thể là tham khảo những phương thức thanh toán hoặc là mua hàng anh em nhé. Để anh em mình khi mà anh em kết bạn ưng rồi, anh em kết bạn Zalo nhắn tin cho em thì là em sẽ chốt cho anh em là sẽ là dễ hơn, nhanh hơn. Đấy, thì đầu tiên thì em sẽ là gửi theo hai hình thức là gửi xe anh em nhé, gửi xe và gửi COD. Đấy, gửi xe thì em sẽ gửi nguyên cây. Đấy, còn gửi COD em sẽ chia làm hai đơn hoặc là ba đơn, em sẽ gửi hàng đi cho anh em. Anh em mình nhận hàng được kiểm tra hàng trước khi thanh toán. Và kiểm tra thì anh em là lưu ý là kiểm tra kín giúp em, không tránh cho shipper xem hàng hoặc là nhận xe thì rạch ít trên đầu gói hàng ra thôi. Anh em xem đúng hàng thì nhận hàng, chứ anh em đừng bóc hết gói hàng ngoài đường anh em nhé. Và thứ hai là khi anh em mua hàng, anh em sẽ cọc cho bên em một ít gọi là tiền trách nhiệm nhận hàng. Đấy, anh em sẽ cọc từ 500.000 trở lên thì là em sẽ là cọc tiền, thì em sẽ lắp hàng lên cho anh em rồi em sẽ là gọi cho anh em xem thực tế luôn. Và đi test thì em sẽ có video test gửi cho anh em. Đấy. Đầu tiên thì là anh em đang thấy đây là một cây condo mini. Đấy. Nguyên cấu hình như này thì là có giá là 4 triệu đồng anh em nhé. 4 triệu đồng. Đấy. Đối với một cây combo khung thì là nắp cho nó là khung vuông xương cá. Và tay cầm thì là tay cầm gỗ. Về bộ hơi thì là van Superwell và bình nhôm đít bằng 0.35. Kính thì là kính Discovery VTR 3-9x40. Và giảm thanh thì là giảm thanh Sumo, cành thì là cành TK Hồng Kông và cắn kẹo chì 5.5. Đấy, đối với cấu hình condo mini như này thì anh em mình có thể là ăn với cự ly là 40m ăn giữa tâm. Đấy, từ dòng mini này thì cự ly bắn nó rất chi là gần anh em nhé. Em chị mình sẽ ăn 40m ăn giữa tâm kính. Còn bắn hơn thì là đường đạn nó đi sẽ đi lệch hơn. Đấy, anh em cũng lưu ý về vấn đề này nhé. Và tiếp theo thì là một cây condo Talon cấu hình chung. Thì đối với cấu hình như này thì em đang lắp cho nó là combo thì là combo khung vuông xương cá và tay cầm gỗ hai mảnh rồi bọc đồng tay kéo inox. Bộ hơi thì là van cricket và bình nhôm đít tròn 0.42. Kính thì là kính Discovery VTR 3-12x42 AC có đèn hồng tâm hỗ trợ cho anh em cho ban đêm. Và giảm thanh thì là giảm thanh Sumo định tâm liền khối phi 35. Cành thì là cành TK Hồng Kông anh em nhé. Cành TK Hồng Kông, cành 14 inch và cắn kẹo chì 5.5. Đấy, nguyên cấu hình như này thì em đang bán với giá là 5 triệu 300 nghìn anh em nhé. 5 triệu 300 nghìn đối với một cấu hình như này. Đấy, anh nào muốn chơi tầm trung hoặc là tầm cao thì em có thể liên hệ cho em qua hai số điện thoại em sẽ ghi ở trên góc màn hình, hoặc anh em có thể nhắn tin Zalo cho em hoặc là gọi điện trực tiếp, em sẽ tư vấn cho anh em những cấu hình vừa ý anh em chơi. Thì đối với cấu hình côn độ Talon như này thì anh em mình có thể ăn với cự ly là trên 60m ăn giữa tâm. Đấy, 60-70m ăn giữa tâm. Và tiếp theo thì là một cây quy sói cấu hình như này thì bên em đang bán với giá là 6.800.000 anh em nhé. 6.800.000 đối với một cây combo quy sói. Và combo thì là combo quy sói thôi. Bán thì là bán gấp rút chữ A. Về bộ hơi thì là van cricket và khớp Z1000. Bình thì là bình nhôm đít bằng 0.35. Cành thì là cành TK Hồng Kông, cành mày 20 inch và cắn kẹo chì 5.5, cành loại 2 anh em nhé. Và kính thì là kính Discovery VTR 3-12, 3-9x40. Đấy. Giảm thanh thì là giảm thanh Sliber và cấu hình như này thì là sẽ ăn với cự ly một mồi là trên 70m ăn giữa tâm. Đấy, còn thường thì em sẽ đi test cho anh em là với cự ly 70m cho anh em chơi, cứ 70m ăn giữa tâm kính anh em nhé. Và tiếp theo thì là một cây combo cây quy sói quy ba lỗ, xin lỗi anh em là cây quy ba lỗ tactical bản màu bạc. Thì đối với cấu hình như này thì em đang lắp cho nó là một bộ quy ba lỗ tactical bản màu bạc bản Sài Gòn anh em nhé. Về bộ hơi thì van cricket và bình carbon 0.42. Cành thì là cành TK Hồng Kông, cành 10 khương và cắn kẹo chì 5.5. Đấy, kính thì là kính Discovery HS em nhé, thông số lớn, dòng kính cao cấp của dòng Discovery này rồi. Đấy, nguyên cấu hình như này thì anh em sẽ ăn với cự ly là 80-100m ăn giữa tâm anh em nhé. 80-80m ăn giữa tâm và 100m thì đường đạn nó sẽ được bị rơi một đoạn. Đấy, anh em làm biết căn chỉnh tâm thì sẽ bắn được xa hơn. Thì nguyên cấu hình này thì là bên em đang bán ra cũng có giá là 13 triệu đồng. Đấy, đối với một cây combo quy ba lỗ tactical bản màu bạc. Và cây quy ba lỗ thứ hai cuối cùng thì là cũng là một cây quy ba lỗ, dòng kính này là cao cấp hơn một chút thì là nó có giá là 13.300.000 đấy nhá. Đấy, dòng kính nó không khác gì cả, nó chỉ khác cái là dòng kính thì là kính của dòng kính quét Hunter đấy. Và combo quy thì cũng là quy ba lỗ nhưng bản màu đen, anh em thích chơi màu đen thì sẽ là em sẽ lắp màu đen cho anh em, còn em thích chơi màu bạc thì này em sẽ lắp bộ màu bạc cho anh em.
đấy. Còn em thích chơi những dòng kính như nào hoặc là dòng cành như nào thì là em sẽ cứ gọi điện trực tiếp cho em sẽ tư vấn cho anh em nhé, anh em nhé. Rồi, video ngắn này cũng xin kết thúc tại đây. Hẹn gặp anh em những video sau. Anh em nào mà chưa đăng ký kênh thì cho em xin một nút đăng ký kênh để cho ủng hộ cho shop càng phát triển anh em nhé.